Xong cựu năng châm điệp xuống bậc mai bằng phôn ông lục sợi chỉ tì cựu chỉ tì mịt trái. Con chịch bày khai tầng hai. Ví chê, rọt tà ná. Nâng phía đi dìa nơi tài bà em là hèm. Mình chăng thang ngay bà đàm xin này. À tay tạ, vì thi có lo lục bày chú mùa. Ví chê, rọt tà ná. Bác chế bôn lục bàn, khliết chăng ngay bì xa lập bạc. Nghĩa tới có sang chỉ vật cửa xá, giang xa mạnh. Còn bị riêng ca bàn chỉ trang chân nằm một nì. Rút lô có miền châm nòn đầy côn bì nẹ. Miền một mòn xa át của ai sở lãnh. Tại thamay ní, phẹt đi dìa, rút bà lô. Có công phong tại bộ phố côn tỷ bấy. Bàn chỉ trang khai phòng đài nô. Khơn thả, rút lô. Nâng phẹt đi dìa, có miền cái đầy sốc nâng sụp phẹt nâng cố, thaym tiền lục chết thả nạc thân ông phẹt đi dìa bồm tiền miền tùm ngôn nâng bê nịp phòng đài. Bà tu bay chìa vị chế rọt tà nà, riêp cáp, miền côn có bật mến, ta lục nâng tài bằng hai bì tùng vừa lọ lọ tới căn phẹt đi dìa, chìa bị xe, tay tài bật đo lạc thả nạc thân ông nâng sụp phẹt nâng cố, chun cửa xa chìa bà chăm. Mình trâm tài bần nọ. Tuy mùi thang ngay tư mùi thang ngay, lúc nâng phía đề dìa, có căn tài bà em là hẻm trong buộc nế, mình chanh cú xin này thầm mong thầm mây lời. Chạy sẽ đành một nịp bần tịch, lúc nâng phía đề dìa bàn đặc đầy khía tư đa cầm san, chìa lẹ khả nạng cửa xa nơi ai khát mần đồ kỳ rì. Đại mơ tớ sẽ cầm một hiệp nẹ tiền bì. Có căn tạp phải em là hẻm nâng khả nì. Thơ ơi nẹ còn trô cho nó nén mình sẽ tờ nụ tê. Lớ bì nì tờ tiết nụ. Vì chê rột tà ná. Có bàn bằng hai cái đầy sở lành. Nâng sẽ nam nhỏ nhấm vô bình đòi sụp hẹp mình cố. Giang miên cái đầy sọc. Bê bàn đà cầm sán chì mùi nâng phẹt dì bạp nì. Chà, khánh thả bộ đồng minh cầm sán. Rồi bác vi chê rột tà nà cầu bàn bằng chọc thả hái bà đầy mặt bộc mày bằng bộ ôn chà. Khánh thả bộ đồng minh cầu bàn bằng chọc nhìn khi nhầm cầu minh ta xong ở con. Rồi cả tạm đàn được bác bộc mày bằng bộ ôn tăng phí đàm đòi chọc. Hay cơ xong ở bộc mày bằng bộ ôn chui chốt sát kết xin nhàng cần đăng lại nhàng xé. Đàm bây tự tù bàn bộ đồng minh thamay thamay xong ở con xong chùm điệp lìa.